Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại về cái phần là hình học, phần tọa độ trong không gian. Trước tiên thì các em sẽ cần ôn lại tất cả các công thức liên quan đến phần là tọa độ trong không gian ha. Ở đây thì tài liệu các em đã có rồi, thì các em sẽ cần phải coi lại hết ha. Đây, ở đây là sẽ chiếu cho các em coi. Đây, đây là những cái công thức mà các em phải là cần phải nhớ lại. Đúng không nào? Tất cả chúng ta phải coi lại hết. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một số các công thức về góc hai vectơ, về thức tọa độ của các phép toán vectơ, rồi phương trình mặt cầu. Rồi, chúng ta chỉ học mới tới đây thôi đúng không? Rồi, phần phương trình mặt phẳng chúng ta sẽ học được một phần rồi, để các em cũng có thể là coi lại phân tích có hướng hai vectơ, phương trình mặt phẳng. Rồi, đó là những cái phần về lý thuyết các em cần phải coi lại. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau giải các cái là bài tập trắc nghiệm mà thầy đã cho. Thầy giải từng câu một, những câu nào tương tự thầy sẽ không có giải thì các em sẽ là giải và chụp lại cho thầy coi ha. Rồi, câu đầu tiên. Câu đầu tiên là rất là dễ đúng không? Tìm tọa độ trung điểm của đoạn AB. Thì tọa độ trung điểm thì chúng ta sẽ áp dụng công thức đó là lấy hai đầu mút cộng lại từng cái tọa độ cộng lại và chia cho hai đúng không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ có được là lấy 3 cộng với là -1 chúng ta sẽ chia cho hai là ra được là 1 đúng không? Rồi chúng ta sẽ có được là -2 cộng với là 2 chia cho 2 chúng ta ra được là 0. Lấy 3 cộng với là 5 chúng ta chia cho 2 ra được là 4. Như vậy chúng ta sẽ ra được đó là tọa độ trung điểm của chúng ta là 1, 0 và 4. Chúng ta sẽ có được đáp án là đáp án B. Rất là đơn giản đúng không? Câu 2 thì hoàn toàn tương tự. Câu 3. Câu 3 là chúng ta sẽ là đi tính tọa độ vectơ đúng không? Vectơ AB. Để tính tọa độ vectơ thì chúng ta sẽ lấy ngọn trừ gốc đúng không? Lấy phía sau trừ cho phía trước. Như vậy chúng ta sẽ có được là 2 trừ cho 1 là ra được là 1 đúng không nào? Rồi tiếp tục 2 trừ 1 ra được 1 tiếp. Rồi 1 trừ cho -2 tức là ra được là 3. Như vậy chúng ta sẽ ra được là 1, 1 và 3. Chúng ta sẽ có đáp án D. Đúng không nào? Câu số 4. Câu số 4 tương tự các em sẽ làm đúng không? Rồi chúng ta làm tiếp câu số 5. Câu số 5 là người ta kêu mình là đi tính tính độ dài của đoạn thẳng OE. Độ dài của đoạn thẳng thì lúc đó chúng ta sẽ lấy là căn bậc 2 của là cái tọa độ phía sau trừ cho tọa độ phía trước bình phương đúng không? Cộng và chúng ta lấy tổng lại tất cả các tọa độ. Rồi, ở đây chúng ta sẽ thực hiện đó là đi tính độ dài của OE chúng ta sẽ bằng là căn của là XE trừ cho XO tất cả bình cộng cho IE trừ cho IO tất cả bình cộng cho ZE trừ cho ZO tất cả bình. Chúng ta thế vào thôi. Thì lúc đó chúng ta sẽ ra được đó là 2 bình phương trừ cho XO thì điểm O của chúng ta thì tọa độ là 0, 0, 0 rồi. Như vậy thì lúc đó chúng ta sẽ có được là chỉ lấy là tọa độ là của E, XE, IE và ZE thôi. Vậy chúng ta sẽ có được là 2 bình cộng cho 2 bình cộng với 1 bình. Như vậy chúng ta sẽ ra được lấy căn nữa thì chúng ta ra được là 3. Và chúng ta sẽ chọn được là đáp án E. Được rồi. Vậy chúng ta xong được câu câu số 5. Câu số 5 chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án E. Rồi, câu số 6. Câu số 6 người ta sẽ đi kêu mình đi tính là cos của góc giữa hai vectơ A và B. Được rồi. Như vậy chúng ta đi tính cos của góc tạo bởi hai vectơ thì sẽ bằng tích vô hướng chia cho tích đầu dài, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ cùng đi làm ha. Câu số 6. Rồi, cos của góc giữa hai vectơ thì bằng là tích vô hướng của vectơ A với vectơ B chia cho tích đầu dài của vectơ A với vectơ vectơ B. Rồi, tích vô hướng thì chúng ta sẽ lấy là hoành nhân hoành cộng với là tung nhân tung cộng với là cao nhân cao. Đúng không? Thì chúng ta sẽ ra được là -2. Chúng ta sẽ đi tính được cái tích tích vô hướng. Sau đó đến là đi tính là
độ dài của vectơ A. Độ dài của vectơ thì chúng ta sẽ bằng là hoành độ bình phương cộng tung độ bình phương cộng cho cao độ bình phương, sau đó lấy cộng lại rồi lấy căn, nó sẽ ra được căn 5. Độ dài của vectơ B thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy, ta cũng ra được là căn 5. Như vậy thì lúc này chúng ta sẽ có được là cos của góc tạo bởi hai vectơ, đó là vectơ A và vectơ B, thì sẽ bằng là trừ 2, đó, trừ 2 trên này, chia cho là căn 5 nhân với căn 5, thì chúng ta sẽ ra được là trừ 2 phần 5, và chúng ta sẽ chọn được đáp án là đáp án B. Là xong được câu số 6. Rồi, câu số 6 chúng ta sẽ có được là đáp án B. Được chưa nào? Rồi, câu số 7. Câu số 7 là hình chiếu vuông góc của điểm M lên trục object. Rồi, ở đây thầy nhắc cho các em luôn. Đó là khi chúng ta lấy một điểm mà chúng ta chiếu lên trục một cái trục tọa độ nào đó, thì lúc này là chỉ còn lại tọa độ tương ứng với trục đó mà thôi. Đó là, ví dụ như ở đây là chúng ta sẽ chiếu lên trục OZ, thì lúc đó là cái điểm chúng ta chiếu lên đó, nó chỉ còn là tọa độ là còn lại là cái cao độ thôi, còn lại Z. Hoành độ và tung độ của nó đều bằng bằng không hết, đúng không nào? Rồi, chúng ta sẽ cùng nhìn hình để chúng ta sẽ dễ hình dung hơn. Thì ở đây các em thấy là ví dụ thầy có điểm M, bây giờ thầy muốn chiếu lên trục OZ thì chiếu vuông góc vào đây. Thì lúc này cái điểm này rõ ràng các em thấy là nó nằm ở trên cái trục OZ của chúng ta. Như vậy thì lúc này là x với y của nó, hoành độ và tung độ của nó đều bằng không hết. Nó chỉ còn lại mỗi cái cao độ này mà thôi. Và cái cao độ của nó thì sẽ bằng chính cái cao độ của điểm M luôn. Được không nào? Rồi nếu mà chiếu lên trục OX thì đây chúng ta chiếu vuông góc vào đây thì nó cũng chỉ còn lại cái x0 thôi. Cái y0 và cái z0, cái y và cái z thì nó cũng bằng không luôn. À, như vậy là chiếu lên trục OY thì chỉ còn lại y mà thôi, hai tọa độ kia sẽ bằng bằng không. Được chưa nào? Như vậy thì lúc này chúng ta sẽ có được là câu số 7, thì chúng ta sẽ có cái điểm M của chúng ta là tọa độ là 2, 1, -1. Như vậy nếu lên chiếu lên trục OZ, chiếu lên trục OZ thì chỉ còn lại mỗi cái z thôi. Như vậy còn lại là cái -1. Còn cái hai cái tọa độ trước sẽ bằng không hết. Như vậy chúng ta sẽ có được là 0, 0, -1, 0, 0, -1. Sẽ có được là đáp án B. Đây nè, rất là đơn giản ha. Các em nhớ nha. Rồi ví dụ như ở câu số 8 ta làm luôn. Câu số 8 là chúng ta sẽ có được là ở đây là còn lại là z là 1, đúng không? Hai kia bằng không. Như vậy là 0, 0, 1. 0, 0, 1, ta có được đáp án là đáp án D. Rồi câu số 9 thì tương tự, nhưng mà lúc này chúng ta chiếu lên trục OY. Chiếu lên trục OY thì chúng ta sẽ còn lại là còn lại y, đúng không? Chúng ta sẽ còn lại là 1. Chúng ta còn lại 1. Như vậy hai này là 0, như vậy chúng ta sẽ ra được là 0 1 0. Như vậy chúng ta sẽ có được là 0 1 0, đáp án là C. Được nào? Rồi tương tự ở câu số 10 thì chúng ta sẽ có được là dẫn chiếu lên trục OY, như vậy vẫn là ra được là 0 1 0. Nào. Đây là hai câu cùng ở trong ba câu, bốn câu. Bốn câu này cùng ở trong đề Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, nhưng mà ở các cái mã đề khác nhau. Do đó là cái cách ra đề thì ta hoàn toàn tương tự ha. Nhưng mà cái tọa độ thì chúng ta sẽ cho đổi đi thôi. Thì như nào? Như vậy là rất nhanh chóng chúng ta đã giải được 10 câu đầu tiên. Như nào? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ sang câu số 10, 11. Câu số 11 thì lúc này người ta sẽ cho mình nó là ba cái điểm M, N và P, và người ta kêu tìm cái tham số M, tìm M tại vì cái tọa độ của P chúng ta sẽ có chứa tham số M ở đây, để cái tam giác MNP vuông tại N. Như vậy chúng ta sẽ cùng giải câu số 11. Rồi, chúng ta sẽ có cái tam giác MNP vuông tại là N. Như vậy thì lúc đó chúng ta sẽ có được cái vector là NM và cái vector NP chúng ta nó sẽ vuông góc với nhau. Như vậy là hai vector vuông góc với nhau thì khi và chỉ khi tích vô hướng của chúng sẽ bằng bằng 0. Đó. Như vậy chúng ta chỉ việc dựa vào đó và chúng ta sẽ đi tìm ra được là cái M bằng bao nhiêu. Ta cùng giải ha.
Như vậy thầy sẽ đi tính được vector nm thì chúng ta sẽ lấy ngọn trừ gốc thôi, cái m trừ cho n 2 trừ cho trừ 1 ra được là 3, 3 trừ cho 1 ra được là 2, trừ 1 trừ cho 1 ra được là trừ 2. Đây nè. Rồi, vector NP thì chúng ta sẽ lấy P trừ N, 1 trừ cho trừ 1 ra được là 2, M trừ 1 rồi trừ thêm 1 nữa ra được là M trừ 2, 2 rồi trừ cho 1 ra được là 1. Như vậy lúc đó chúng ta sẽ có được vector NM, có được tọa độ vector NP. Thì lúc này chúng ta sẽ có được là tam giác MNP vuông tại N, khi và chỉ khi chúng ta sẽ có được là cái tích vô hướng này sẽ bằng bằng 0. Tích vô hướng này bằng 0 thì chúng ta tích vô hướng thì chúng ta lấy là hoành nhân hoành cộng tung nhân tung cộng cho cao nhân cao. Chúng ta sẽ là nhân lại thôi. Vậy chúng ta sẽ có được là 3 nhân 2 sẽ bằng là 6. 2 nhân vào đây chúng ta nhân vào khối vào luôn, 2m trừ cho 4 và cộng cho trừ 2 nhân cho 1 là ra được trừ 2 bằng 0. Rồi từ đây các em sẽ giải ra được, đây là 6 trừ cho 6 đây là bằng 0 rồi. Chúng ta còn là 2m bằng 0, như vậy m sẽ bằng bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có được là đáp án B. Câu 11 chúng ta sẽ có được đáp án B. Rồi. Tiếp tục câu số 12. Câu số 12 thì chúng ta sẽ là tìm hình chiếu vuông góc của A trên cái mặt phẳng là OIZ. Rồi, chúng ta lại trở lại cái hình hồi nãy nữa. Rồi. Hồi nãy là chúng ta chiếu lên trục nào thì chỉ còn lại là tọa độ tương ứng với trục đó mà thôi. Tất cả các cái còn lại sẽ bằng bằng 0. Tọa độ còn lại sẽ bằng 0. Như vậy bây giờ chiếu lên mặt phẳng, ví dụ ở đây điểm M, thầy chiếu lên cái mặt phẳng là OXY. Ở đây thầy chiếu vuông góc xuống đây. Như vậy rõ ràng là khi thầy chiếu xuống đây thì cái cao độ của nó sẽ ngay lập tức bằng bằng 0. Như vậy thì lúc đó nó chỉ còn lại tọa độ là X0 và Y0 mà thôi. Như vậy tóm lại là chúng ta chiếu lên mặt phẳng nào, ví dụ chiếu lên OXY thì nó chỉ còn giữ lại XY, cái cao độ Z của nó sẽ bằng bằng 0. Như vậy chiếu lên trục là OIZ thì nó sẽ còn lại là Y và Z, cái tọa độ, cái hoành độ của nó X sẽ bằng 0. Chiếu lên trục OXZ thì nó sẽ còn lại là X và Z, cái tung độ Y của nó sẽ bằng bằng 0. Nhớ ha. Rồi, như vậy chúng ta sẽ áp dụng vào đây. Câu số 12. Câu số 12 thì chúng ta sẽ có được là cái điểm A là 3 trừ 1, 1. Như vậy ở đây là chiếu lên trục OIZ. Như vậy nó giữ lại Y và giữ lại Z, còn cái hoành độ của chúng ta sẽ bằng bằng 0, đúng không? Như vậy là 0 trừ 1, 1. Chúng ta sẽ có được đáp án là đáp án B. Được chưa nào? Rồi. Như vậy giả sử như là câu này mà người ta kêu mình chiếu lên cái mặt phẳng là OXY đi. OXY thì lúc đó nó sẽ còn lại là X và Y sách sẽ bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ ra được là để cái hình chiếu là tọa độ là 3 trừ 1 0. Được chưa nào? Rồi, các em nhớ nó sẽ có hai cái cách chiếu ha, một là chiếu lên trục tọa độ ha. Chiếu lên trục nào thì chỉ còn lại tọa độ tương ứng với trục đó mà thôi. Không nào. Hai cái còn lại sẽ bằng bằng 0. Rồi, hoặc là chiếu lên mặt phẳng tọa độ. Chiếu lên phẳng OXY thì chỉ còn lại là XY z sẽ bằng 0. Chiếu lên mặt phẳng OIZ thì còn lại Y và Z, X sẽ bằng bằng 0. Còn chiếu lên mặt phẳng là OXZ thì chúng ta sẽ còn lại là X và Z và cái Y sẽ bằng bằng 0. Rồi, các em nhớ ha. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ qua câu số 10, 13. Rồi, câu số 13 của chúng ta. Rồi, cũng tương tự ha, là người ta sẽ cho mình điểm M là 1, 2, 3, tọa độ 1, 2, 3. M1, M2 lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên các trục OX, OY. Như vậy em thấy nè, M1 nó là hình chiếu của M lên trục OX, như vậy nó chỉ còn lại
còn lại x mà thôi, đúng không? Như vậy là cái m1 chúng ta tọa độ sẽ là 100. M2 là hình chiếu vuông góc của m lên ui, như vậy chỉ còn lại y mà thôi. Như vậy là còn lại số 2 này, 2 kia bằng 0 là 0 2 0. Như vậy chúng ta sẽ có được là tọa độ của điểm m1 và m2. Vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của đường thẳng m1 m2. Như vậy là chúng ta sẽ lấy luôn cái vector m1 m2 làm vector chỉ phương, đúng không? Chúng ta sẽ đi tính cái vector m1 m2 thì lấy ngọn trừ cho góc là xong. Rồi, bây giờ chúng ta cùng làm. Câu số 13. Rồi, điểm m1 2 3. Như vậy m1 chiếu lên OX, do đó nó là tọa độ là 100. Điểm m2 chiếu lên OY, như vậy là chúng ta sẽ có được là 0 2 0. Rồi, bây giờ thầy sẽ đi tính cái vector m1 m2, lấy m2 trừ cho m1, lấy x trừ x, y trừ y và sách trừ sách. Như vậy chúng ta sẽ có 0 trừ cho 1 ra được trừ 1, 2 trừ cho 0 ra được 2 và 0 trừ cho 0 ra được 0. Như vậy thằng này nó chính là một cái vector chỉ phương của cái đường thẳng m1, m2 và chúng ta sẽ có được đáp án là đáp án C. Rồi. Đáp án C là -1 2 0, được chưa nào? Đấy, chúng ta xong được câu 13. Câu số 14. Đấy, câu số 14 chúng ta sẽ có được là ba cho 3 điểm A, B và C. Rồi tìm tọa độ điểm D trên trục quành sao cho là AD sẽ bằng BC. Ở đây các em chú ý là một điểm mà thuộc vào một cái trục nào đó, điểm D nằm trên trục quành. Các em chú ý là nằm trên trục quành. Như vậy là nó sẽ nằm ở trên cái trục OX này. Nằm trên trục OX thì các em thấy là nó chỉ có gì thôi? Chỉ có tọa độ X là có thôi. Còn hai cái tọa độ còn lại nó sẽ bằng mấy? Sẽ bằng 0, đúng không? Nó sẽ nằm trên đây và khi chúng ta chiếu vuông góc vào thì các cái tọa độ còn lại nó sẽ đều bằng 0 hết. Như vậy là nằm trên trục OX thì tọa độ của nó sẽ là A00. Nằm trên trục OY thì nó sẽ là 0B0. Nằm trên trục OZ thì tọa độ của nó sẽ là 00 và C, một cái chữ nào đó, đúng không? Chúng ta đặt đại thôi. Đặt cho nó là một cái ẩn. Rồi, như vậy thì lúc này chúng ta sẽ có một ẩn một thôi và chúng ta sẽ cho AD bằng với là BC, chúng ta giải ra và chúng ta tìm được ẩn đó. Được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nha. Câu số 14, chúng ta cho mình 3 điểm. Rồi, do D là nằm trên cây trục quành nên thầy sẽ có được là D sẽ có tọa độ là A00. Sau này nếu người ta nói là D nằm trên trục tung thì chúng ta sẽ có được là D tọa độ là 0B0. Như thế nào? Rồi, ta có AD sẽ bằng với BC. Và khi chúng ta đi tính độ dài của đoạn thẳng thì chúng ta sẽ có căn, đúng không? Căn của XD trừ cho XA tất cả bình cộng cho ID trừ IA tất cả bình cộng cho ZD trừ cho ZA tất cả bình. Như vậy thì bên đây cũng có căn nữa. Như vậy là để cho mất cái căn đó thì sẽ bình phương hai vế lên. Do đó thì sẽ có được là A bình sẽ bằng với là AD bình sẽ bằng với BC bình. Chủ yếu cái bình phương này là để thì sẽ làm cho nó mất cái căn đó ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có được là AD là lấy D trừ cho là A. Như vậy là A trừ cho là 3 tất cả bình cộng cho 0 trừ cho trừ 4, tức là 0 cộng 4 tất cả bình. Rồi 0 trừ cho 0 tất cả bình, tức là 0 bình. Như vậy là thầy đã có được là cái AD bình phương. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tính BC bình phương. BC bình phương thì lấy là C trừ B tất cả bình 3 trừ cho trừ 1 tức là 4 bình phương, 1 trừ cho 1 tức là 0 bình phương, 0 trừ cho 3 tức là trừ 3 bình phương. Rồi, như vậy thì lúc này chúng ta sẽ đi giải cái thằng này thôi. Lúc này chúng ta sẽ có được này là 4 bình, này 4 bình đơn giản mất rồi, đúng không? Như vậy bên đây nó chỉ còn lại là A trừ cho 3 tất cả bình. Bên đây còn lại trừ 3 tất cả bình thì bằng là 9. Rồi, tới đây các em hoàn toàn có thể là khai triển hằng đẳng thức này ra.
Hoặc là nếu không ta sẽ chia làm hai trường hợp. Chúng ta sẽ có được là a trừ cho 3 sẽ bằng 3, hoặc là a trừ 3 sẽ bằng là trừ 3. Rồi, lúc này chúng ta chuyển vế qua. Thì lúc này chúng ta chuyển vế qua thành là 6, chuyển vế dưới này ra thành là 0. Như vậy chúng ta có hai trường hợp rõ được yêu cầu bài toán. Đó là a sẽ bằng 6 hoặc là a sẽ bằng là 0. Như vậy chúng ta sẽ có được hai cái điểm D thỏa được yêu cầu. Đó là điểm D tọa độ là 600 và điểm D tọa độ là 000. Nó chính là góc tọa độ O của mình. Là như nào? Như vậy chúng ta sẽ chọn được đáp án là đáp án D. Đấy. Đúng nào? Đấy. Chúng ta sẽ có được câu 14. Câu số 15 thì nó liên quan đến đường thẳng, mà đường thẳng thì chúng ta sẽ chưa có học, đúng không nào? Rồi. Rồi thôi, video thì chỉ làm tới đây thôi ha. Còn cái phần là phương trình mặt cầu thì hôm sau này sẽ làm tiếp một cái video về riêng phương trình mặt cầu nữa, tiếp tục cho các em. Rồi, chào các em.